Không chỉ đồng hồ dây da mà ngay cả đồng hồ dây kim loại cũng cần được vệ sinh và đánh bóng định kỳ để tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Mọi người hãy tham khảo ngay 3 cách vệ sinh tại nhà dưới đây với những vật dụng sẵn có và dễ tìm nhé. Lưu ý là trước khi thao tác, mọi người nhớ phải đóng chặt núm để tránh nước tràn vào bên trong nhé. Cách đầu tiên, sử dụng baking soda. Mọi người hãy hòa một lượng bột baking soda vào nước ấm theo tỷ lệ 1:10. Sau đấy sử dụng bàn chải đánh răng, ưu tiên loại nào có sợi lông mềm một chút, và chấm bàn chải đánh răng vào dung dịch này. Sau đó thì chà sát trên bề mặt dây kim loại để lấy đi bụi bẩn ở cả những kẽ hở nhỏ nhất. Cách thứ hai là sử dụng kem đánh răng. Tương tự như baking soda, mọi người hãy sử dụng một chiếc bàn chải, cho kem đánh răng lên và chà sát trên bề mặt dây kim loại để có thể khắc phục được các vết xước. Sau đấy thì nhớ là hãy lau sạch đồng hồ bằng một chiếc khăn mềm và sạch nhé. Cách cuối cùng là sử dụng cồn 70 độ hoặc nước lau chuyên dụng. Chất tẩy nhẹ như cồn nước hoặc nước lau chuyên dụng sẽ giúp đánh bay các vết ố, giúp cho dây đeo kim loại sáng bóng sau một thời gian dài sử dụng. Ta-da! Như vậy là đã sáng bóng rồi. Và các bạn đừng quên là tại trung tâm bảo hành Galicare có rất là nhiều những kỹ thuật viên siêu giàu kinh nghiệm và có tiếp nhận bảo dưỡng và đánh bóng những mẫu đồng hồ kim loại. Mọi người hoàn toàn có thể yên tâm và gửi gắm những mẫu đồng hồ yêu thích của mình tại đây nhé.